Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà là mình hướng dẫn cách nấu canh rau ngót với thịt băm. Đó. Có thể nhiều người đầu bếp đã thạo rồi, nhưng hôm nay mình hướng dẫn lại để cho các bạn mới lớn, các bạn mới làm, muốn làm, làm quen để biết. Thứ nhất là chúng ta chọn thịt này. Đây mình, các bạn có thể chọn miếng thịt, mua miếng thịt nào cũng được, nhưng đây mình mua miếng thịt thăn. Đó, thịt mông, thấy nạc không? Nên các bạn có thể mua cái thịt, nếu mà các bạn thích có mỡ thì mua cái thịt nách. Đó, hoặc là gì cũng được. Thứ hai nữa là rau ngót. Rau ngót này, rau ngang ngót sạch nhé. Rau ngót sạch trồng ở vườn nhé. Rau ngót sạch ở vườn, trồng ở vườn chúng ta nhặt sạch đi. Nhặt sạch có cuống lấy lá không, đó. Lấy lá không nhá, đây nhặt sạch hết rồi, sạch hết. Chỗ này mình nấu chỗ này là hơi nhiều rau đấy, nấu ăn rau cho nó sướng, ăn rau sạch cho nó sướng, rau ngót này mình vẫn còn tươi nhưng mà với nâng nâng lên nhưng mà nó đã thơm rồi, đó. Xong rồi sẽ nấu canh rau ngót cho cả nhà, cho bốn người ăn. Cơm. Mình tiến hành rửa rau nhé. Thịt này chúng ta sẽ băm nhỏ nhá, thịt băm mà trước khi chúng ta băm thì chúng ta thái nhỏ nó ra, thái mỏng cho nó băm cho nó dễ, sau này nấu canh nó ngon thì nó mới ngọt thịt được, ngọt thịt nó ngon lắm. Thịt này chúng ta chỉ không cần nhiều nhá, chỉ cần lạng hai lạng thôi, chỗ này miếng này của mình là gần hai lạng. Nhỏ thịt không cần nhuyễn quá đâu. Canh nên vừa vừa phải, băm vừa phải là được. Đó. Sau khi mình băm được những thịt như thế này nhá, xong mình sẽ tiến hành cho vào xào với cả xào trước, xong xào cả rau ngót. Đấy nhá, các nhà bạn nhá, nhìn nhá, đấy thịt là băm là nó rất là ngon, phải không? Thịt là băm này. Rau ngót chúng ta rửa sạch này, đấy, rau ngót rửa sạch nhé, thì xong rồi chuẩn bị để chúng ta đưa vào để nấu. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành xào nhá, đảo thịt, đấy, cho xanh lên, cho dầu rán vào này. Rất đơn giản thôi mà, không cầu kỳ lắm đâu. Mình canh nó ngót cho nên là cái thịt này mình chỉ có thịt không với cả thịt xào cho rau vào lạc thôi. Cho mắm muối vào nhà. Mình cho rau vào nhé các bạn nhé. Đây, cho rau ngót vào. Mọi người nấu canh rau ngót ấy, nếu mà có hai loại, nấu canh rau ngót mà không cho mỡ, cũng có mỡ, nấu canh chay không ấy, thì chúng ta cho rau ngót xong sau, tức là nước sủi rồi, đun nước sủi rồi chúng ta mới ra cho rau ngót. Còn nếu mà mọi người nấu có mỡ ấy, thì tức là xào qua đi,
cái xào này thì có nhiều người thích ăn, có nhiều người không. Mà xào qua thì bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn, bởi vì là rau nó sẽ mềm, nó có mỡ mà, có mỡ nên rau nó sẽ mềm, mà ăn ăn cơm với cơm rất là ngon. Đấy, mình sẽ tiến hành cho muối và mắm nhé, cái muối và mì chính. Bạn không cho mắm nhá, cho mắm là nó chua, canh ra riêng canh rau ngót mà cho mắm là nó chua canh thì không ngon. Đây là muối trắng xíu. Đấy, ta tiến hành cho mì chính nhá, cho ít mì chính này. Thịt ở dưới nó chín rồi. Đấy. Cái thịt này thì nhiều mỗi người ăn một kiểu. Các bạn nếu mà bạn nào mà răng khỏe mà thích ăn mà thơm thì các bạn rang nó săn săn, đang săn săn thịt đi, săn cái thịt thì nó sẽ rất là ngon. Còn nếu mà các bạn mà không cần thì chỉ cần như mình đảm như mình thôi. Nấu canh này thì rau ngót với thịt thì còn nhiều cách để chế biến nhé. Mỗi người làm theo một kiểu, mỗi người theo một cái cách làm cho nó hay, để làm sao là gia đình có được một bát canh ăn với cơm ngon, rau mềm thơm đấy, thơm nực cùng rau ngót luôn, lại có tí thịt và cho nó đủ chất. Đấy, bát canh này đấy, tiến hành cho nước vào nha. Sủi là chín là được. Đấy, nó canh rất là đơn giản. Nấu canh rau ngót là đơn giản nhất trong các loại canh ở Việt Nam. Thế nhưng mà nhiều người cũng không biết nấu là ăn không ngon. Nếu biết nấu thì ăn ngon lắm. Thế không? Các bạn thấy nồi canh chuẩn bị sủi nhé. Đấy. Canh rau ngót thịt băm đấy. Chuẩn bị sủi. Bồng lên rồi, đó, sủi bồng lên rồi nha, thơm quá, rau ngót thơm mới là thơm luôn, rất là thơm luôn. Canh này ăn với cơm thì nhất luôn các bạn. Các bạn lưu ý là nấu canh rau ngót là đừng cho mắm nhé, cho mắm vào nó sẽ chua canh, không ngon đâu. Ủa, tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Mình thử tí xem nó mềm chưa. Rau ngót này, rau ngót ngày xưa thì lá nhỏ nó rất là mềm. Ngọt ngon. Ngọt ngon tuyệt vời luôn nhá. Các bạn xem kênh nhớ yêu thích, nếu yêu thích thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Các bạn có cách nào nấu hay và ngon hơn thì comment ở bên dưới video của mình để mọi người cùng tham khảo nhá. Đó, đây mình tiến hành cho ra thôi. Khi rau ngót nó sủi rồi thì mình cũng không nên để lâu quá nhá. Lâu quá nó nát nó nồng. Đó, mình sủi bồng lên cái là mình bắt ra được rồi. Cho rau ngót, múc rau ngót ra nhá. Mùi ngon, rau xanh là mềm này. Đấy, rất ngon luôn nhá. Bát canh ngon chưa? Bát canh rau ngót thịt nó chìm ở bên dưới nhá cả nhà nhá. Đấy, không nhìn thấy đâu nhưng mà thịt nó ở bên dưới. Tuyệt vời luôn.
nha mọi người, xem bát canh nhá, bát canh rau ngót đây. Bát canh rau ngót của mình đấy nấu chín rồi nhá, đây là ăn với cơm đấy, thịt băm này, nước canh này. Nước canh rất là trong, rau rất là mềm nhá. Mình thử tí nước xem nó ngon ngọt ở mức độ nào nhá. Thử tí nước này, rồi ngon lắm. Thơm ngon ngọt tuyệt vời luôn nhá. Bát canh quá ngon luôn các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Chúc mọi người sức khỏe, mọi sự tốt lành, vạn sự như ý.